Ngoài cái việc mà chức năng ứng dụng của máy là dùng để cắt đề can, thì một cái ứng dụng gọi là đặc biệt nhất của dòng máy này là cái chức năng của nó là cắt bế tem nhãn cũng như là cắt bế những cái hình dạng design gì đó theo cái file thiết kế của mình. Các bước thực hiện trong cái phần mà cắt bế tem nhãn này thì nó cũng sẽ tương tự y chang như cái phần mà cắt đề can mà mình đã vừa thực hiện xong. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải tiến hành là chúng ta lên cái phần vật liệu chúng ta cần cắt bế. Tiếp theo là chúng ta cũng phải tiến hành chúng ta đo giấy, và cái quan trọng là chúng ta test dao, tức là mỗi khi chúng ta thay đổi một cái vật liệu khác thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải test lại cái độ cắt của dao để cho nó đảm bảo đúng chuẩn của những cái vật liệu tương thích với lại cái độ cắt của dao. Rồi, và cái bước thứ tư thì nó sẽ hơi khác một chút, có nghĩa là đối với đề can màu trơn thì cái việc chúng ta xác định điểm không bất kỳ ở đâu cũng được hết, miễn sao là nó vừa với lại cái kích thước của vật liệu cũng như là cái phần mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì đối với cái phần cắt bế tem nhãn thì máy nó sẽ là nó dò tìm những cái điểm vuông của vật liệu đã được in ra trên cái phần vật liệu in đó, thì máy nó sẽ tự động là nó đồng bộ với lại cái phần mềm mà pha cắt, và nó sẽ nhận diện ra và nó sẽ cắt chính xác. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành cụ thể để cho anh em sẽ dễ hình dung hơn. Đối với cái phần chúng ta cắt bế mà có file in thì dĩ nhiên là trên cái phần vật liệu chúng ta nó sẽ có những cái đường in, và chúng ta sẽ có những cái đường line kẻ như thế này đó. Thì mình có thể dùng cái đèn laser của máy để chúng ta có thể căn chỉnh cái đường line của hai cạnh bên trái cũng như là bên phải cho nó thẳng với nhau. Rồi, và cái lưu ý nữa là cái điểm chúng ta đặt cái bánh xe đầu tiên thì nó là sẽ thường nó sẽ nằm giữa cái đường line này đó, bánh xe sẽ nằm giữa đường line này, đường line này là đường line nằm bên ngoài của cái bon định vị đó. Lưu ý nha, đặt cái đường line này nằm giữa bánh xe này. Rồi, và bây giờ là mình sẽ tiến hành mình đo khai báo cái nhận dạng của vật liệu. Khi mà máy đã tiến hành nó nhận dạng giấy xong thì nó sẽ đang trở về cái vị trí đầu tiên, và nó đang ở cái chế độ là chế độ báo đèn như thế này. Đây chính là cái chế độ mà nó đang để mà bế tem nhãn đó. Thì trước khi mà mình bế thì chắc thì mình cũng phải làm cái bước thứ ba là chúng ta phải test dao, test để đảm bảo đúng cái độ cắt của vật liệu, sau đó chúng ta mới tiến hành chúng ta bế. Thì khi mà muốn test dao thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ cắt thì mới test dao được đó. Chuyển lại chế độ cắt và chúng ta sẽ tiến hành test dao và như cái bước của bên cắt đề can. Rồi, thì khi test dao xong chúng ta sẽ tiến hành dò bon. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua chế độ bế, thì bây giờ là mình sẽ điều chỉnh để cho vật liệu để cho cái điểm vật liệu đi ra, cũng như là căn chỉnh để cho cái tia của đèn nó sẽ nằm ở giữa cái góc vuông này đó. Rồi, thì để cho máy nó sẽ đọc cái góc vuông này theo cạnh của chiều dọc cũng như là cạnh chiều ngang. Bây giờ mình sẽ enter để cho máy nó nhận dạng đó. Như vậy là máy đã quét xong và nó báo là nó đã nhận dạng được cái góc đầu tiên đó. Thì khi mà máy nó đã nhận dạng xong thì khi mà chúng ta ra lệnh bế thì nó sẽ chạy quét bốn góc của cái bản in, rồi sau đó nó sẽ đồng bộ với lại cái file bế, và nó sẽ bế tem nhãn theo đúng cái thiết kế của mình. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bấm vào nút remote này để cho máy sẵn sàng nhận lệnh từ máy tính điều khiển. Trong phần này thì mình sẽ giới thiệu rõ để cho anh em hình dung là cái file mà bế nó sẽ khác với cái file cắt đề can như thế nào.
Thì ở đây á, mình sẽ mở cái phần layer này lên. Layer nằm ở đâu thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Đó, layer thì mình cũng sẽ vô trong cái phần Windows. Mình sẽ bật cái phần layer này lên. Hoặc là phím tắt là F7. Đó, chúng ta làm nhiều thì chúng ta sẽ nhớ, chúng ta sẽ mở lên F7, tắt, mở. Rồi. Thì nguyên tắc của cái file khi mà làm để có thể vừa in được, sau đó vừa để chuyển vào máy bế á, thì nó sẽ bao gồm có ba cái layer ở đây cụ thể nè. Chúng ta sẽ xem cái layer mà dưới cùng á là layer in. Đây là cái phần màu sắc, phần gì chúng ta muốn in thì chúng ta sẽ nằm ở cái phần layer này. Cái layer thứ hai là cái layer để mà cái đường bế của chúng ta. Đây, tắt cái phần in đi để cho thấy cái phần bế. Đó, đây là cái phần bế. Rồi, còn cái layer thứ ba là cái layer mà nó sẽ bốn cái góc vuông để nó định vị cái bon để chúng ta đồng bộ giữa phần mềm và cái nhận dạng của máy cắt. Thì khi in á, đây là một cái file chuẩn nha, file chuẩn có 3 layer. Khi mà chúng ta lưu là cái file xuất file để in là nó sẽ bao gồm cái 3 layer như vậy. Thì khi in chúng ta sẽ ẩn cái phần mà layer bế này xuống đi thì sẽ xuất ra một cái file như thế này để in. Đó. Còn khi mà ở đây là bên phần chúng ta bế tem nhãn thì chúng ta sẽ bật cái phần đường bế lên và chúng ta sẽ ẩn cái phần layer in đi. Đó, thì file này là cái file chuẩn 3 layer. Mình mở ở đây và mình sẽ minh họa cụ thể để cho anh em dễ hình dung. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc thực tế thì mình khi mà gửi file qua đó thì mình sẽ xóa cái layer này đi. Đó, xóa cái layer này đi để cho cái file nó nhẹ. Tuy nhiên thì nó sẽ có kèm theo một cái hình này, hình chụp lại để cho anh em chúng ta sẽ hình dung được là cái nội dung bế là cái gì, đường bế, nội dung đường bế ra làm sao ở đây. Đó, thì cái hình đây là hình để chúng ta có thể xem thôi. Và anh em lưu ý thêm nữa là ở đây thì chúng ta trên file chúng ta thấy nội dung như thế nào thì chúng ta phải đối chiếu ở trên cái bản in, trên khi mà chúng ta đưa lên máy bế nó cũng phải cùng chiều như vậy. Nếu trong trường hợp mà bản in ở trên máy chúng ta ngược chiều đó thì khi mà chúng ta thao tác xử lý file bế chúng ta phải xoay trong cái phần layout để cho cái file bế chúng ta nó sẽ trùng khớp với lại cái bản in trên của máy bế. Bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chọn hết cái phần chúng ta bế tem nhãn ở đây. Rồi. Cũng như cái công cụ cắt thì bế thì cũng tương tự thôi. Nếu chúng ta quét chọn ở đây thì nó không có đúng. Nó sẽ chọn hết những cái phần bế. Hoặc là đối với những cái trường hợp nếu chúng ta cần bế từng phần thì chúng ta có thể chọn, ví dụ chọn cái phần này và chọn bốn cái đường bon này, bốn cái đường này với lại cái phần này đi. Đó, mình có thể bế từng phần trong file cũng được. Còn ở đây là mình sẽ bế toàn bộ. Thì cái cách chọn là giới thiệu luôn để cho anh em hình dung là mình sẽ quét chọn cái phần bốn cái góc là nó sẽ là một group. Rồi mình sẽ giữ phím shift và mình sẽ chọn bất kỳ cái hình nào mà mình cần bế riêng đó. Rồi sau đó mình sẽ chọn ở công cụ đường cắt có mũi tên đen, rồi như thế này đó, và mình thoát ra nha. Ở đây mình sẽ bế luôn cả file này. Mũi tên thông thường cứ mặc định mình cứ chọn mũi tên đen đi cho nó chắc, nó không có bị lộn xộn. Đây. Rồi, khi qua tới cái giao diện này thì nó sẽ luôn là hiển thị cái phần tam giác màu vàng này. Đó. Rồi lưu ý trong cái phần này nha, anh em lưu ý là mình sẽ phải chuyển qua cái tab này. Cái tab mà register mạc này ở đây để chúng ta detect mạc nó đi. Đó, thì khi mà mình detect mạc nó đi thì nó sẽ hết báo lỗi. Là như vậy là chúng ta có thể bắt đầu chúng ta bế được rồi. Ở đây thì sẽ nói luôn, sẽ có hai dạng chức năng của cái phần bế tem nhãn này. Chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy trong cái phần này là nó sẽ thể hiện nè. Ở đây là bế theo dạng tờ, bên này là bế theo dạng cuộn. Đó. Bế theo dạng tờ thì chúng ta có thể bế với số lượng chúng ta cần.
với thời gian cuộn cũng như vậy. Với thời gian cuộn thì nó cũng có thể cho chúng ta lặp lại theo chiều ngang hoặc là chiều dọc. Tại sao là theo chiều ngang? Là có nghĩa là nếu như trong cái phần bản in của chúng ta đó là cái cuộn 1:4 nó lớn, chúng ta có thể in nhiều cái bản in nhỏ, là chúng ta sẽ nhân nó ra theo cái chiều ngang, thì lúc đó máy nó sẽ tự động nó dò theo cả chiều ngang luôn và cả chiều dọc luôn nếu mình khai báo theo đúng cái file. Rồi, và cụ thể trong trường hợp này thì mình sẽ bế cái chức năng là bế tờ cho anh em dễ bế cuộn, chứ cho anh em dễ hình dung ở đây nè, roll mode, và mình sẽ bế khoảng hai bản theo chiều dọc là bên đây. Rồi, bây giờ mình tiến hành nha. Plot. Rồi, plot là máy nó sẽ chạy luôn nha. Rồi, tiếp. Đó thì ở đây là máy nó sẽ tiến hành nó chạy và nó sẽ đọc cái định vị của cái bon cắt. Rồi nó sẽ dò tới 4 góc, sẽ trở về cái vị trí đầu tiên. Rồi sau đó nó sẽ tiến hành là nó sẽ bế theo hình. Đó. Đó thì ở đây mình có thể dừng lại để mình kiểm tra cho anh em thấy là máy nó đã bế theo sát hình cũng như là đứt cái phần đề can mà không đứt phần đế. Rồi mình dừng lại mình kiểm tra một xíu nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra một cái góc là đã bế đứt con tem đây. Đó, để cho anh em dễ hình dung đây. Rồi ok, rồi mình cho máy chạy tiếp nha. Đó, ở đây thì máy đang chạy tốc độ chậm thôi, tại vì đang minh họa để hướng dẫn cho anh em hình dung cái cách thao tác thực hiện. Tuy nhiên thì với cái kích thước cũng như là cái file bế này thì nó đơn giản, chúng ta có thể chạy tăng tốc độ lên để cho cái thời gian chúng ta làm nó sẽ sản xuất nó sẽ nhanh hơn. Anh em lưu ý ở đây là mình đang dùng cái chức năng là bế cuộn liên tiếp, cho nên nó là khi mà máy nó sẽ chạy xong cái file bế thứ nhất thì nó sẽ tự động và nó sẽ dò cái bon tiếp theo. Đó, nó đang dò tự động dò cái bon tiếp theo để nó chạy cái file bế thứ hai. Với cái ứng dụng mà chúng ta bế cuộn và bế liên tục như thế này thì cái độ chính xác theo chiều dài của thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố liên quan. Thứ nhất là cái bản in chúng ta phải chuẩn, có nghĩa là in đường dài mà nó thẳng, nó không có bị xéo qua xéo lại. Nếu như bản in mình nó xéo thì đưa vô phần mềm bế và lên trên máy bế thì nó sẽ cũng phải không chính xác. Cái thứ hai là cái tốc độ, chúng ta sẽ cân đối tốc độ chạy vừa phải, nếu chúng ta chạy nhanh quá thì cũng sẽ dẫn đến cái tình trạng là cái độ chính xác cũng không cao. Đó thì tùy theo trong quá trình chúng ta vận hành chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta linh hoạt, và đặc biệt là phải luôn kiểm tra kiểm soát thường xuyên để đảm bảo cái độ chính xác mà cao nhất. Bế đứt đều, hình không bị lệch là ok. Đó, anh em cần phải lưu ý. Thì đây trên màn hình nó cũng sẽ hiển thị cho chúng ta thấy là chúng ta đang cái máy đang chạy ở cái bảng số mấy của cái tất cả các file bế. Ở đây là máy đang chạy cái bảng thứ hai, trong cái lệnh chúng ta là có hai bảng. Đó, mình có thể nhìn ra để mình kiểm tra. Đối với trường hợp mà chúng ta cắt bế tem nhãn theo tờ ở đây thì có nghĩa là ở đây là mình sẽ ứng dụng mình in bên cái máy in là in tờ. Đó thì thông thường là cái bản in nó sẽ ra thành từng cái tờ nhỏ như thế này. Đó, và khi bế thì nó sẽ bế theo cái tờ lặp đi lặp cùng một file, nó sẽ tự động nó lặp lại. Mình chỉ việc là
thay cái tờ đề can thôi, là máy sẽ tự động nó nhận dạng trên cùng một file bế và nó sẽ bế tiếp tục. Đối với cái tờ in khổ nhỏ này thì phạm vi máy nó hoạt động thì thường thường là mình sẽ canh trong khoảng phạm vi của cái vạch trắng đầu tiên với lại vạch trắng lớn thôi, trong phạm vi này thôi đó. Thì ở đây mình có thể di chuyển cái bánh xe qua bên này để cho cái độ giữ giấy nó tốt hơn đó. Cũng lưu ý y chang như bế cuộn thì cái bánh xe chúng ta cũng sẽ đặt ở phạm vi giữa bánh xe với cái đường lai bên ngoài đường bon định vị. Rồi mình sẽ tiến hành để cho khai báo giấy. Thì ở với cái lần đầu tiên là cái đầu cắt nó sẽ quét hết một lần để nó hiểu là mình đang khai báo phạm vi hoạt động của nó chỉ nằm trong hai cái cảm biến này thôi, trong phạm vi này thôi. Rồi tiến hành tiếp theo là chúng ta sẽ nhớ cái bước quan trọng là phải test dao, cái này không được quên. Với vải vật liệu chúng ta phải test dao. Rồi thì test dao thì cũng nên nhớ là phải chuyển qua chế độ cắt thì mới test được đó. Mình phải test dao cho nên cái vật liệu mới này, khi ok chuyển tiếp qua chế độ cắt bế là sẽ tiến hành tiếp theo là chúng ta sẽ di chuyển để cho cái đèn nó vào trong cái tâm của cái đường bon định vị bế. Rồi enter. Rồi báo lỗi nha. Đó, đây là lỗi 36 thì thông thường nó hay bị lỗi này. Thì mình phải di chuyển cái bánh xe ra một chút. Di chuyển bánh xe ra ngoài một chút nữa. Bánh xe bên phải bên trái cho nó rộng ra một xíu. Rồi. Ở đây mình có bánh xe giữ giấy rồi cho nên là nó không sao hết. Một xíu thôi, khoảng 2 ly thôi nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành đo giấy lại nha. Rồi. Rồi, đó, như vậy là máy đã nhận dạng được giấy cũng như là cái bon định vị để cắt. Rồi bây giờ mình sẽ bấm remote để cho máy nó nhận lệnh từ phần mềm điều khiển nha. Nó sẽ thể hiện nè. Ở đây là bế theo dạng tờ, bên này là bế theo dạng cuộn. Đó. Bế theo dạng tờ thì chúng ta có thể bế với số lượng chúng ta cần. Plot. Rồi, plot là máy nó sẽ chạy luôn nha. Rồi. Tiếp. Đó thì cái thao tác mà chúng ta ra lệnh cho file bế nó cũng tương tự y như là trên phần mềm bế cuộn, nhưng chúng ta chỉ khác là chúng ta chọn qua cái phạm vi mà của cái phần bế tờ và chúng ta sẽ tăng cái bảng copy lên với cái số lượng chúng ta đang cần. Đó thì cụ thể ở đây là máy nó đang bế cái tờ đầu tiên đó, thì khi mà bế xong đó, chúng ta sẽ lấy cái tờ này ra, chúng ta sẽ cứ thay cái tờ mới vào và chúng ta không cần ra lệnh nữa mà nó sẽ tự động, nó sẽ đọc định vị của cái bon cắt và nó sẽ tự động nó sẽ chạy cho những cái tờ tiếp theo. Khi chúng ta bế xong một cái tờ đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị là sheet is changed, thì có nghĩa là chúng ta phải đổi cái tờ khác vào. Một cái lưu ý hết sức quan trọng trong cái phần này để tiết kiệm thời gian trong lúc anh em chúng ta vận hành, chúng ta bế cái dạng bế tờ này, là bởi vì cái phạm vi chúng ta bế thì nhỏ thôi, nhưng cái phạm vi của cái đầu cắt này khi mà nó dò những cái đường cắt nó hoạt động là nó sẽ chạy hết cái khổ rộng của máy, nó sẽ chạy từ trái qua tới hết khổ rộng. Chính vì vậy mà nó sẽ mất thời gian. Và bây giờ là mình sẽ di chuyển những cái bánh xe vào sát lại với nhau gần nhất có thể. Đó thì nó đây là bánh xe cuối cùng, còn đây là bánh xe này mình có thể để ở phạm vi này vẫn được, tại vì nó sẽ không có cảm biến thì nó sẽ không có báo lỗi. Nếu những cái bánh xe có cảm biến mà nằm lệch ở cái vạch trắng này
thì nó sẽ báo lỗi. Đó anh em lưu ý nha, bánh xe này không cảm biến cho nên là đặt ở đâu cũng được hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục để cái tờ khác vào. Đó thì để mình sẽ xem là cái phạm vi mà máy nó sẽ hoạt động chiều ngang. Rồi tiếp tục. Đó anh em để ý nè, khi mà máy nó sẽ quét tới cái cảm biến cuối cùng, nó sẽ dừng và nó sẽ chạy về, thì như vậy là nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Đó thì ở đây với cái tốc độ này cũng là tốc độ chậm, để cho anh em hình dung là mình đang hướng dẫn cái cách chúng ta thực hiện. Còn thực tế thì chúng ta có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với lại từng cái file. Đối với những cái file nhiều chữ, nhiều nhỏ hoặc là hình dạng nhỏ, đường cắt nhiều thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh tốc độ chậm thôi. Và như vậy là chúng ta đã xong cái phần chúng ta tìm hiểu về vận hành chi tiết. Hai chức năng chính của máy này đó là cắt cái phần đề can cũng như là bế tem nhãn hoặc là bế theo hình dạng gì đó. Thì anh em chúng ta phải hết sức là lưu ý những cái bước, từng bước cụ thể chúng ta hiểu đúng, chúng ta làm đúng để chúng ta đảm bảo những cái sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng những yêu cầu của công ty. Và dĩ nhiên là trong quá trình chúng ta làm sẽ còn những cái vấn đề lưu ý khác, thì mình sẽ làm ở những video sau. Xin cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các anh em ở những cái video sau. Xin chào nhé.